nằm trong vùng quy hoạch dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Nhiều năm nay, vợ chồng ông Bùi Văn Năm ở đường Châu Văn Liêm, thành phố Pleiku, cùng các con phải sống chen trúc trong căn nhà cấp 4 và víu chẳng chịt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Ngôi nhà sau 21 năm sử dụng đã mục nhiều mảng tường. Vào mùa mưa, ngôi nhà luôn luôn ẩm ướt vì nước từ ngoài thấm qua tường, lại thêm mái tôn hoen dỉ. Dù đã được trồng ba lớp, đè chặt gỗ và gạch, nhưng vẫn không tránh được rột ba trong sáu người con của ông Năm đã lập gia đình đều phải đi thuê trọ vì ông không thể cho đất xây nhà cho ai, dù mảnh đất này rộng tới 1.000m2. Người dân trong vùng quy hoạch chúng tôi là bị xáo thùng cuộc sống. Người dân chúng tôi phải đành chấp nhận để coi như là hy sinh để cho nhà nước để làm. Nhưng là làm phải làm khẩn cấp để cuộc sống là được ổn định hơn cho người dân chúng tôi. Chứ còn để như thế này, người dân chúng tôi rất khổ. Cách nhà ông năm không xa, gia đình ông Quảng Văn Khiên sinh năm 1970 cũng khổ sở không kém. Không chỉ không thể chia tách đất cho hai con đang phải đi thuê trọ, ông Khiên còn bị ngân hàng từ chối việc thế chấp đất để vay vốn làm ăn vì lý do đất nằm trong quy hoạch, có đất nhưng bị hạn chế hầu hết các quyền sử dụng. Ông Khiên đã nhiều lần gửi đơn thư và tới nhiều cuộc tiếp xúc cử tri các cấp để nói lên nỗi khổ của gia đình mình. Có nhiều cái lá đơn gửi lên Ủy ban nhân phố rất là nhiều lắm rồi các cái cuộc tiếp xúc cử tri rồi cũng đi tiếp xúc trên tỉnh rồi tỉnh cũng trả lời là đang chuẩn bị tiến hành làm rồi cũng hứa đủ thứ với dân hết đó là nhưng mà rồi, cũng chẳng thấy làm gì hết kiến nghị ủy ban dân tỉnh đó, tiếp tục làm cái dự án này thì ủy ban dân tỉnh và thành phố pleiku là triển khai nhanh không làm thì yêu cầu ủy ban nhân tỉnh với ủy ban thành phố pleiku là gỡ bỏ dự án để dân chúng tôi là ổn định cuộc sống đây cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân có đất và nhà thuộc quy hoạch vùng dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Pleiku. Trước đó, dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sa Lai phê duyệt và giao cho công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn hai lần triển khai năm 2009 với tổng diện tích là 94 ha. Tuy nhiên, tới năm 2015, đơn vị này không có khả năng triển khai đúng tiến độ nên bị thu hồi. Năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku được tỉnh giao điều chỉnh quy hoạch dự án xuống còn 39,7 ha thuộc địa phận các phường Trà Bá, Hội Phú, Ia Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku triển khai dự án này bằng nguồn ngân sách. Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku cho biết, thành phố đang triển khai các bước thực hiện dự án theo quy trình. Hiện nay, địa phương đã trình bảng giá hỗ trợ bồi thường đất và tài sản trên đất trong vùng dự án tới hội đồng thẩm định giá của tỉnh. Tuy nhiên, ông Quế cũng không biết tới khi nào dự án mới chính thức được triển khai mà chỉ nói rằng sẽ cố gắng thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Thực tế, với việc giảm quy mô dự án khu sân cư đường Nguyễn Văn Linh từ 94 ha xuống còn 39,7 ha, tỉnh Gia Lai đã giải thoát cho hàng trăm hộ dân ở Pleiku khỏi cảnh mòn mỏi chờ đợi. Còn hàng trăm hộ dân khác trong vùng dự án vẫn đang phải tiếp tục cảnh đêm nằm năm ở. Họ hy vọng thời gian sớm nhất mà lãnh đạo thành phố đề cập sẽ chỉ tính bằng ngày, bằng tháng chứ không phải tính bằng năm dài đằng đẵng như từ năm 2009 tới nay.